Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng. Mình tên là Thắng nha các bạn. Mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn liên quan đến thủ tục mua bán xe cũng như là những cái chương trình mà trao đổi xe cũ lấy xe mới. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi thông tin đến các bạn về cái chương trình là thu mua xe ô tô cũ và đổi lấy chiếc xe trước mặt các bạn đây, chính là chiếc Toyota Corolla Cross nha các bạn. Thì cái chiếc Cross này các bạn hiện tại thì đang rất là được lòng khách hàng bởi những cái tính năng mà nó mang lại, cũng như là cái sự vận hành của nó nè, tiết kiệm xăng nè, rồi đi thoải mái, rồi mẫu mã nó lại đẹp nữa. Thì có rất là nhiều khách hàng đang muốn bán lại những chiếc xe ô tô cũ mình đang dùng và đổi lấy chiếc Cross mới này. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi thông tin về cái chương trình của bên công ty mình, là chương trình thu mua lại xe cũ và đổi lấy chiếc xe Toyota Cross mới. Thì trước khi mình đi thông tin các bạn, thì mình sẽ đi quay sơ bộ về chiếc xe Toyota Cross này cho các bạn chúng ta tham khảo trước, rồi sau đó mình sẽ đi thông tin về cái chương trình cho các bạn chúng ta nắm. Thì đối với chiếc xe Toyota Cross này các bạn, đang có 3 phiên bản. Phiên bản 1.8G giá là 720 triệu. Phiên bản thứ hai, phiên bản 1.8V giá là 820 triệu, và phiên bản cao cấp nhất là phiên bản xăng lai điện nha các bạn, Hybrid, giá là 910 triệu. Đó. Đây về bề ngoài xe các bạn, đó, một chiếc xe rất là gọn luôn với một thiết kế mới của Toyota bây giờ. Đó. Nhìn chiếc xe rất là gọn gàng nha các bạn và đi thì cực kỳ êm. Và cái điểm nổi trội của nó là cái sự tiết kiệm nhiên liệu nha các bạn. Đối với các bạn HV. Đây là cái bản giữa nha các bạn. Đây là bản giữa giá là 820 triệu này. Màu sắc thì cũng đa dạng nữa. Dành cho các bạn chúng ta yêu thích cái đẹp, thích sự sang trọng, màu sắc, thì chiếc Cross này đang hướng theo một cái xu hướng những cái xe thị trường bây giờ. Ngoài cái việc vận hành, ngoài ra thì cũng phải đẹp nữa. Đó, bên trong này các bạn, ghế chỉnh điện, rồi nội thất rất là gọn luôn, mọi thứ rất là gọn nha các bạn. Thì hiện tại thì bên công ty mình đối với những xe Toyota Cross này đều có sẵn xe giao ngay nha các bạn. Nếu như các bạn chúng ta mua thì có sẵn xe giao ngay cho các bạn luôn. Phía sau nè các bạn, thì đối với những mẫu xe này thích hợp cho các bạn chúng ta gia đình mà 4-5 người thôi, ví dụ như gia đình nhỏ thôi, thì chúng ta đi cái xe này, ví dụ như nó được cái là ví dụ chúng ta đi trong thành phố các bạn, chúng ta di chuyển nó dễ tại vì xe nó gọn á. Cái thứ hai nữa, ví dụ như các bạn chúng ta ở chung cư thì khi mà đổ xuống hầm xe á, thì khi mà ghép vô cái chỗ đậu á thì cũng dễ hơn so với những cái xe mà dài đòn nha các bạn. Hầm xe rất là gọn luôn. Đó, sơ lược về hình ảnh của chiếc xe Toyota Cross. Còn đối với cái chương trình mà thu mua xe ô tô cũ và đổi lấy chiếc Toyota Cross mới này các bạn, thì nếu như các bạn đang sở hữu cho mình một chiếc xe cũ và không muốn dùng nữa vì lý do nào đó, và cũng có thể là vì quá yêu thích chiếc xe Cross này muốn đổi đi, thì để mà cái việc mà tránh bị lỗ nhiều á, thì các bạn chúng ta có thể tham gia chương trình đổi xe này. Thì các bạn sẽ chạy xe lên công ty mình và bên công ty mình sẽ định giá cái xe của các bạn với một mức giá là cao hơn so với những chiếc xe mà bên công ty mình thu lại bình thường nhé mà. Còn đối với chiếc Cross này, bên công ty mình sẽ hỗ trợ về cái mặt giảm giá này, tặng thêm phụ kiện cho các bạn để cho cái chương trình nó sẽ tốt hơn cả bên bên phía công ty và bên phía các bạn. Đó là chương trình thu mua xe ô tô cũ và đổi xe mới. Ngoài ra, nếu như các bạn nào chúng ta ở xa không có nhiều điều kiện để mà chạy xe lên đây, thì có thể gọi điện thoại cho mình đi, hoặc là kết bạn với số điện thoại trên Zalo á, số điện thoại đó có Zalo, thì gửi cho mình cái thông tin xe, cà vẹt đăng kiểm và hình ảnh xe, mình sẽ định giá trước qua các bạn qua điện thoại. Định giá trước về cái giá mà sẽ là đổi xe nha các bạn, còn cái giá mà không đổi xe thì nó sẽ thấp hơn, thấp hơn một ít, thì có thể trên là khoảng độ 20 đến 30 triệu gì đó một chiếc xe. Thì sau khi mình đánh giá các bạn chúng ta ok rồi á, thì hãy chạy xe lên, thì mình sẽ tiến hành xem xe kỹ lần nữa. Nếu cái xe của bạn không có bị đâm đụng tai nạn, không ngập nước, thì bên công ty mình sẽ thu, và đồng thời thì sẽ làm những cái thủ tục chiếc xe mới cho các bạn luôn, rất là gọn luôn nha các bạn. Đó là cái chương trình trao đổi xe cũ và lấy chiếc xe Toyota Cross mới này. Thì nếu như các bạn nào chúng ta muốn biết rõ hơn về chương trình thì hãy gọi cho mình đi, mình sẽ tư vấn trực tiếp luôn để cho các bạn chúng ta nắm nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip về chương trình trao đổi xe cũ lấy xe Toyota Cross mới của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào.